Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn ngữ văn của trường trung học cơ sở Âu Long Vĩ. Thầy rất vui khi được gặp lại các em trong tuần 24. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiết học 127. Đó là chúng ta sẽ ôn tập lại về thơ, tức là chúng ta hệ thống hóa lại các tác phẩm thơ mà chúng ta đã học từ học kỳ 1 cho đến thời điểm này. Thì đầu tiên là các em sẽ lập bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam mà chúng ta đã học trong sách ngữ văn chính cả hai tập theo mẫu trong sách giáo khoa. Các em, thì cái mẫu sách giáo khoa chúng ta sẽ có là số thứ tự, tên bài thơ, tác giả, năm sáng tác, thể thơ, tóm tắt nội dung, đặc sắc về nghệ thuật. Đó là số 1. Các em lưu ý ha. Chúng ta sẽ làm theo như thế. Rồi. Như vậy, để trước khi chúng ta hệ thống hóa cũng như thống kê các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam mà chúng ta đã học, thì các em cho thầy và các bạn biết có bao nhiêu bài thơ có bao nhiêu bài thơ Việt Nam hiện đại trong chương trình học. Các em suy nghĩ và trả lời ha. Chúng ta có thể tự thống kê lại coi có bao nhiêu bài thơ hiện đại Việt Nam mà chúng ta đã học trong chương trình ngữ văn lớp 9 này. Rồi, các em nếu mà chúng ta đếm thì chúng ta có một con số, đó là 11 nha các em, 11 bài thơ. Như vậy sau đây thì thầy có một cái trò chơi nhỏ dành cho các em ha. Như vậy các em hãy nhìn những cái bức hình được đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Và từng bức hình thì các em cho cái tên, tức là cái nhan đề bài thơ cũng như là tên của tác giả gắn liền với những cái bức hình mà thầy đã chiếu trên màn hình. Các em lưu ý nè. Số 1 là gì nè? Bài thơ gì? Các em sẽ tìm được, đó là Mùa Xuân Nho Nhỏ của nhà thơ Thanh Hải, được sáng tác năm 1980. Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc. Và thứ hai là Sen Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh, được sáng tác năm 1977. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ hình như thu đã về. Và số 3 này rất quen thuộc các em, đó là Viễn Lăng Bác của Viễn Phương, được sáng tác năm 1976. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Và thứ tư này có một ánh trăng, có lẽ là các em đã nhận diện ra được rồi ha. Đó là bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến tranh ở rừng bằng căng thành tri kỷ. Số 5, Thuyền Biển. Có lẽ chúng ta sẽ thấy được, đó là bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá, được Huy Cần sáng tác năm 1958. Rồi sau đây chúng ta sẽ hệ thống hóa các bài thơ qua bảng thống kê theo mẫu sách giáo khoa. Thì thầy một lần nữa thầy chiếu cái mẫu sách giáo khoa cho các em thấy ha. Và thầy sẽ hướng dẫn các em chúng ta hệ thống hóa là những nét cơ bản nhé. Đầu tiên là bài thơ Đồng Chí, tác giả là Chính Hữu, năm sáng tác năm 1948, thể thơ tự do. Về tóm tắt nội dung thì vẻ đẹp chân thực giản dị của anh bộ đội thời kháng chiến chống Pháp, qua đó thể hiện tình đồng chí đồng đội gắn bó keo sơn. Về đặc sắc nghệ thuật thì hình ảnh chân thực giản dị, ngôn ngữ cô đọng, giàu sức biểu cảm. Bài thơ thứ hai là bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá, tác giả Huy Cận, được sáng tác năm 1958, thể thơ 7 chữ. Về nội dung, vẻ đẹp trắng lệ về thiên nhiên, vũ trụ và con người lao động mới. Về nghệ thuật, nhiều hình ảnh đẹp, rộng lớn được sáng tạo bằng sự liên tưởng, tưởng tượng, âm hưởng khỏe khoắn
lạc quan. Bài thơ thứ ba là bài thơ Con Cò, tác giả Kế Lan Viên. Năm sáng tác năm 1962, thể thơ tự do, về nội dung ca ngợi tình mẹ và ý nghĩa lời ru đối với đời sống của mọi con người qua hình ảnh, qua hình tượng con cò. Đặc sắc nghệ thuật, tác giả đã vận dụng sáng tạo hình ảnh và dòng điệu lời ru của ca dao. Thứ tư, Bếp Lửa, tác giả Bằng Việt, được sáng tác năm 1963 với thể thơ 7 chữ và 8 chữ. Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. Về nội dung, những kỷ niệm về tình bà cháu, lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của cháu đối với bà. Về nghệ thuật, sự kết hợp miêu tả, biểu cảm, bình luận, sáng tạo hình ảnh bếp lửa gắn liền với hình ảnh người bà. Số 5, bài thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, tác giả Phạm Tiến Duật. Bài thơ được sáng tác năm 1969, thể thơ tự do. Vẻ đẹp hiên ngang dũng cảm của người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn thời kháng chiến chống Mỹ, đó chính là về nội dung. Hình ảnh độc đáo, ngôn ngữ bình dị, giọng điệu ngang tàn, đậm chất lính, đấy chính là những đặc sắc về nghệ thuật. Bài thơ thứ 6, Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ, tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Bài thơ được sáng tác năm 1971, thể thơ chủ yếu là 8 chữ. Tóm tắt về nội dung, tình yêu thương con gắn liền với lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của người mẹ tà ôi. Bài thơ mang âm điệu lời ru ngọt ngào, trìu mến. Bài thơ thứ 7 là bài Viếng Lăng Bác, tác giả Viễn Phương, được sáng tác năm 1976. Về thể thơ 8 chữ, tóm tắt nội dung, lòng thành kính, niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ khi vào lăng viếng Bác. Dòng điệu trang nghiêm tha thiết, nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp, gợi cảm, ngôn ngữ bình dị, đó là về nghệ thuật. Số 8 là một bài thơ đặc sắc, đó là bài Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh, được sáng tác năm 1975, thể thơ 5 chữ. Qua đó chúng ta thấy được sự cảm nhận tinh tế của tác giả về sự chuyển biến nhẹ nhàng của thiên nhiên từ hạ sang thu, với những hình ảnh giàu sức gợi cảm và sáng tạo. Đây là đặc sắc về nghệ thuật. Bài thơ thứ 9 là bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy. Bài thơ được sáng tác năm 1978, thể thơ 5 chữ. Bài thơ gợi những năm tháng gian khổ của người lính, nhắc nhở thái độ sống tình nghĩa thủy chung. Bài ảnh thơ giản dị, giàu nghĩa biểu tượng, dòng điệu nhỏ nhẹ, chân thành. Bài thơ thứ 10 đó là bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của nhà thơ Thanh Hải. Bài thơ này được ông sáng tác năm 1980 bằng thể thơ 5 chữ. Với những cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, khát vọng cũng là một mùa xuân nho nhỏ dâng hiến cho đời. Với những hình ảnh đẹp, giản dị gợi cảm, nhạc điệu trong sáng, tha thiết, gần với dân ca, đấy chính là những nét đặc sắc về nghệ thuật. Bài thơ thứ 11 đó là bài Nói Với Con của nhà thơ Y Phương. Bài thơ này được sáng tác sau năm 1975 theo thể thơ tự do. Sự gắn bó, niềm tự hào về quê hương và đạo lý dân tộc qua lời trò chuyện với con. Qua đó cho chúng ta thấy được cái cách nói giàu hình ảnh, vừa cụ thể, vừa gợi cảm, vừa có ý nghĩa sâu xa của người miền núi. Đấy chính là 11 bài thơ chúng ta đã được hệ thống qua bảng thống kê. Chúng ta qua cái câu 2, đó là ta sắp xếp các bài thơ Việt Nam đã học theo từng giai đoạn lịch sử. Thì điều này cũng không khó nha. Chúng ta sẽ xem cái năm sáng tác, rồi chúng ta sẽ hệ thống nó, chúng ta sẽ sắp xếp nó lại theo từng giai đoạn lịch sử. Đầu tiên là thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tức là từ năm 1745 đến năm 1954, thì chúng ta thấy là có bài thơ Đồng Chí. Rồi từ hòa bình ở miền Bắc, từ năm 1954 đến năm 1964 thì có bài thơ Đồng Thuyền Đánh Cá, Bếp Lửa, Con Cò. Rồi kháng chiến chống Mỹ từ năm 1964 đến 1975
thì có bài thơ Vì tiểu đội sẽ không kính, không hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ. Và giai đoạn từ sau năm 1975 thì có bài thơ Ánh trăng, Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng bé, Nói với con và Sàn thu. Về các tác phẩm thơ đã thể hiện như thế nào về cuộc sống của đất nước và tư tưởng tình cảm của con người? Các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Sau đây là phần gợi ý dành cho các em. Các em có thể chúng ta trả lời khác cũng được, nhưng mà miễn những cái ý nó cơ bản là như vậy. Các tác phẩm đã tái hiện lại cuộc sống đất nước, con người Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong công cuộc lao động xây dựng đất nước và những tình cảm tốt đẹp của con người, tình yêu quê hương đất nước, tình đồng chí, đồng đội, lòng kính yêu Bác Hồ, tình mẹ con, bà cháu. Câu thứ ba, đây là những điểm chung và điểm riêng trong ba bài thơ Khúc Hát Ru, Con Cò, Mây và Sóng. Thì các em có thể điểm lại những cái điểm chung. Thì điều ca ngợi tình mẹ con thấm thiết, thiêng liêng, sử dụng điệu ru, lời ru của người mẹ. Về điểm riêng, thì Khúc Hát Ru thì tình yêu con gắn với lòng yêu nước, yêu cách mạng của người mẹ dân tộc Tà Ôi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Còn bài thơ Con Cò thì từ hình tượng con cò trong ca dao hát ru để ngợi ca tình mẹ và ý nghĩa của lời ru. Còn Mây và Sóng của Tagore thì tình yêu mẹ thấm thiết của trẻ thơ. Câu thứ tư, trong sách giáo khoa, hình ảnh người lính và tình đồng đội của họ trong ba bài thơ Đồng chí, bài thơ Về tiểu đội xe không kính và bài thơ Ánh trăng. Chúng ta có thể gửi kèm. Về đồng chí thì người lính trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, tình đồng chí gần gũi, giản dị và thiêng liêng. Còn bài thơ Vì tiểu đội xe không kính thì người chiến sĩ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tư thế hiên ngang, tinh thần thì dũng cảm, lạc quan, ý chí chiến đấu để giải phóng miền Nam. Đây là hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên tuyến đường Trường Sơn máu lửa. Về bài thơ Ánh trăng thì chúng ta thấy là đây là tâm sự của người lính sau chiến tranh, thì qua đó nhắc nhở một đạo lý, đó là uống nước nhớ nguồn, ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ. Câu 5, chúng ta nhận xét về bút pháp xây dựng hình ảnh thơ trong một số bài thơ. Sau đây thầy sẽ gợi ý cho các em một số cái bút pháp xây dựng hình ảnh thơ trong một số bài thơ. Đầu tiên là bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận. Thì chúng ta thấy được cái bút pháp lãng mạn, nghệ thuật so sánh độc đáo, mới lạ. Trong bài thơ Đồng chí thì sự hiện thực, hình ảnh chân thực cụ thể và đặc biệt là những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng rất cao. Bài thơ Ánh trăng thì bút pháp gợi nghĩ, gợi tả. Bài thơ Con cò thì vận dụng sáng tạo hình ảnh và giọng điệu lời ru, ca dao kết hợp với hiện tại. Sau đây chúng ta sẽ củng cố. Như vậy các em hãy vẽ lại sơ đồ tư duy tác phẩm thì thơ người Việt Nam đã học được mà. Chúng ta có thể vẽ là bất kỳ cái kiểu sơ đồ nào cũng được, miễn là chúng ta có hệ thống lại và chúng ta dễ nhớ và dễ hiểu. Đây, sau đây là thầy gợi ý cái phần chúng ta có thể vẽ ha. Các em tập trung ha, chúng ta hãy phóng to lên để chúng ta thấy. Đó, đây là từng tác phẩm, từng giai đoạn. Đây. Như vậy các em xem này, có 11 cái tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam chúng ta đã học trong chương trình ngữ văn lớp 9. Sau đây thì hướng dẫn các em về nhà, chúng ta sẽ làm bài tập số 6 trong sách khoa 190. Học thuộc lòng các bài thơ, đoạn thơ tiêu biểu và nắm được cái giá trị nội dung và nghệ thuật, cũng như là các em nắm được cái bản tóm tắt thống kê các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam mà chúng ta vừa hệ thống. Chúc các em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và học tốt nhé. Xin trân trọng kính chào.